Đêm đó, Lâm đưa Dương về nhà. Con ngõ nhỏ sáng đèn nhưng vắng lặng. Xa xa, bụi cây rì rào đu nhau trong gió. Bỗng, một cơn gió lạnh thổi qua. Dương rùng mình, ngửa mặt lên trời như trúng gió. Thấy vậy, Lâm bèn lên tiếng. Em à, trời lạnh thật đấy. Thôi, trả áo đi cho anh về, kẻo muộn. Ngay lúc đó, trời đằng xa lóe lên một tia chớp. Thế lực ma mị nào đó đã lên tiếng. Ôi trời ơi, sao thế nhở? Nhìn Dương, Lâm nói. Chết giờ thôi, trời lạnh quá hả em? Ôi, sao tự nhiên răng em lại trắng bệch ra thế này? À, thì bởi vì một ngày em đánh răng ít nhất 2 lần, đặc biệt là sau khi ăn với anh. À, hóa ra là thế. Thế mà làm anh giật cả mình. Thôi, em về đi. Đêm hôm rồi mà cứ đứng cười như thế này, anh sợ không dám về bây giờ. Vâng anh. Thôi thế anh cũng về đi nhá. Em về đây. Vừa đi vừa ngoái lại nhìn Lâm. Dương thấy trong lòng sao động, dự một điều chẳng lành. Vừa được vài bước chân, tia chớp phía cuối trời lại chói lên, như có một bàn tay thò ra từ bụi cây đẩy mạnh Dương một cái. Dương nghe răng cười như trúng gió, lao nhanh về phía Lâm. Ồ hay cái em này, hôm nay em làm sao thế? Đau hết cả người anh rồi. Cuối cùng thì ai cũng về nhà nấy. Dương nằm trên giường trằn trọc. Ngoài trời chốc chốc, tia sét lại chói lên như báo hiệu một điểm chẳng lành. Và trích đoạn chúng ta của 8 năm sau, phiên bản không xén vừa rồi thì cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi lướt trên VTV Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Nữ Hoàng Tiếng Việt. Thưa quý vị thân mến, trong lượt thi cuối cùng này thì các đội thi của chúng ta là 2 người chơi ở đây sẽ phải sắp xếp những từ rời rạc thành một câu có ý nghĩa. Sau đây sẽ là những từ rời rạc mà chương trình đưa ra. Xin mời. Chúng ta có những từ như sau: không là không, gì thế. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Không cần suy nghĩ luôn, hay quá. Huyền Trang trả lời đi em. Dạ vâng, trước khi mà tôi đưa ra câu trả lời thì tôi có một nhận xét là hình như là ban tổ chức đã thiếu đi, có một cái sự sai sót. Cụ thể đây là câu hỏi. Tại vì đáp án của tôi đưa ra là không thể là không gì. Đấy, không thể là không gì là tôi đang hỏi. Mà hỏi thì phải cần dấu chấm hỏi cuối câu đúng không ạ? Đúng, em đồng ý là thiếu dấu chấm hỏi vì đáp án của em cũng là không thể không là gì, đúng không? Cũng là câu hỏi. Tóm lại đáp án của chúng tôi là không gì là không thể, và đó cũng chính là chủ đề của chương trình ngày hôm nay, lướt trên VTV Go. Hãy kể về một điều mà bạn nghĩ là không thể xảy ra với mình. Không thể xảy ra với mình. Không thể xảy ra với mình nhá. Phải nghĩ một lúc đấy. Cái gì mà nó không thể xảy ra với mình? Trong cuộc đời chân thiên của tôi cảm giác là chuyện gì nó cũng thể xảy ra. Tôi có một điều không thể xảy ra. Thực ra không phải là không thể mà là tôi chưa thấy nó xảy ra. Thành ra với tôi nó là không thể xảy ra. Đấy là trong một tháng không thể nào mà xảy ra việc là một tháng yên bình được. Kiểu gì trong một tháng vợ tôi cũng phải dỗi tôi ít nhất là một lần. Mình không hiểu tại sao luôn. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái câu chuyện mà nó cũng bình thường với những cái cặp đôi, là đặc biệt là các cặp gia đình. Thế còn hai chị em, cái gì mà không thể xảy ra? Thế thì tất cả sự tự tin của em thì chắc là không thể giảm cân. Còn Tạt là, còn Trang đây là không thể tăng cân. Không, tại vì lúc nào tôi cũng thấy nó gầy hết. Không, thật ra cái chuyện tăng cân hay giảm cân với tôi nó là một câu chuyện bình thường, bởi vì cái chỉ số cân nặng của tôi nó cũng như là bản đồ sin cốt.
nó cũng như là cái giọng ca của Hà trong những cái phần đầu và phần kết chương trình thôi. Nhưng mà với tất cả những cái sự tự tin của tôi thì tôi thấy được rằng là có cái điều mà không thể nào mà không thể xảy ra với tôi, đặc biệt là cái trong chuyện tương lai của tôi. Đó chính đó. Là không thể nào mà tôi lại ế thêm được một năm nào nữa. Tôi chắc chắn là năm sau là tôi phải có người yêu rồi. Tóm lại quý vị thấy đấy, một người thì không thể nào mà có được một tháng yên bình cùng với vợ mình. Kiểu gì vợ cũng sẽ dối ít nhất một lần một tháng. Một người thì không thể nào mà thoát được cái cảnh ế. Một người thì không thể nào thoát được cái cảnh mà nó ú nộ lên. Tức là không giảm cân được. Tạm tính là như thế nào. Thôi các bạn thôi đi, toàn là lỗi do các bạn thôi. Muốn biến những điều không thể thành có thể ý thì phải mang theo tinh thần của bộ này này. Lý giải cho sự ra đời của bộ Không Gì Là Không Thể, Thủ tướng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Sheikh Mohammed bin Rashid cho rằng thế giới đang có chuyển biến quá nhanh, đòi hỏi chính phủ phải thường xuyên được tái cơ cấu. Vậy nhưng chính phủ không thể thụ động chờ vấn đề nảy sinh rồi mới tìm cách giải quyết. Vậy nên theo thời báo Khalis của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bộ Không Gì Là Không Thể hướng tới lường trước những vấn đề sẽ phát sinh trong xã hội, từ đó cung cấp dịch vụ ngay từ trước khi người dân có nhu cầu. Tóm lại là tôi hiểu rồi. Bộ này hoạt động với một cái nguyên tắc rất là dễ hiểu như sau. Lường trước tình huống có thể xảy ra, đúng không? Lường trước càng xa càng tốt để mà có ngay cái phương án từ bây giờ mình làm sao để khi mà cái tình huống đấy nó đến là mình chủ động mình giải quyết được. Chứ còn lúc đấy là không thể có cái việc là không thể giải quyết được nữa. Theo cá nhân tôi nghĩ rằng là mỗi chúng ta hoàn toàn có thể tự sở hữu cái bộ đấy mà. Cũng như bản thân tôi đây chẳng hạn. Mặc dù tôi chưa có người yêu nhưng lúc nào trong đầu tôi cũng suy nghĩ các phương án, ví dụ như là làm như thế nào mình có bạn trai nhỉ? Nếu có bạn trai thì mình sẽ làm như nào? Sau này mình lấy chồng ra làm sao nhỉ? Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có người yêu. Biết tại sao? Là bởi vì bạn nghĩ nhiều quá mà bạn không làm. Thì mình cứ phải nghĩ trước thì mình mới làm thôi chứ. Thì bây giờ mà mới chỉ nghĩ thế thôi thì nó chỉ là phương án trong đầu thôi. Bây giờ mình phải có cái để mình gọi là thực hiện cái hành động ấy chứ. Đúng. Hàn Quốc có một cái dịch vụ khá là hay, chị có thể tham khảo cái này được đấy. Tại một khách sạn ở thành phố Sông Nam gần thủ đô Seoul, Hàn Quốc, hơn 100 người đang tham dự một sự kiện mai mối đặc biệt, bởi thay vì một đơn vị tư nhân tổ chức như thông thường, sự kiện này lại do chính quyền thành phố lo liệu. Ở đây có rượu vang, sô-cô-la và những bàn tiệc xa hoa, thậm chí có cả dịch vụ trang điểm miễn phí trước khi gặp mặt. Sự kiện này là một phần trong nỗ lực đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm ở Hàn Quốc, nơi khái niệm hôn nhân đang ngày càng trở nên kém hấp dẫn với giới trẻ. Đấy, cái dịch vụ vừa rồi ở Hàn Quốc ấy, mọi người vừa mới xem, thực ra nó cũng chính là bắt nguồn từ cái nguyên tắc là họ lường trước những cái trở ngại có thể có trong tương lai. Ví dụ như bây giờ tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc đang rất là thấp, có 0.78 thôi. Nếu như trong tương lai họ không giải quyết cái câu chuyện tỷ suất sinh bây giờ thì cuối cùng là họ sẽ có dân số già. Gặp nhau nó cũng chỉ là bước đầu thôi. Còn gặp nhau rồi còn dài lắm, còn phải kết hôn đúng không? Rồi thế này thế nọ thế kia thì cuối cùng mới đẻ. Thế mới gặp nhau là đẻ đâu. Thì là câu chuyện nó vẫn còn dài. Xác suất mà họ có đến được với nhau hay không là chính một câu chuyện khác. Nhưng mà tôi thấy rằng là họ đưa ra được một cái phương án khá là hay, nhưng mà có đúng. Thành công thì cũng mất quá trình khá là dài. Và với một người mà kiểu lúc nào cũng nóng và gấp rút để gọi là lập gia đình như tôi thì tôi thấy là nó chưa khả thi với tôi. Tính tôi thích cái gì nó mì ăn liền. Lại nhắc đến ăn, để nói mà đói mà ăn luôn thì chắc là chị cũng hỏi một giống ngôn đấy, người ta vừa mới tìm ra, đó là không mất thời gian chế biến, mình có thể ra vườn lấy phát ăn luôn. Thưa quý vị, nhìn qua thì ai cũng nghĩ đây là một bắp ngô bình thường, nhưng thực tế đây là một giống ngô màu tím. Và nếu như quý vị nghĩ là để có thể ăn được bắp ngô này thì chúng ta sẽ phải luộc lên, nhưng thực ra là chúng ta có thể ăn trực tiếp. Rất là ngọt, bởi vì đây là giống ngô trái cây, một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng. Đấy, mọi người thấy không? Khi mà ngày xưa thì ai nghĩ đến việc là ra ruộng rồi bẻ ngô ăn luôn. Ngày xưa là không thể, nhưng bây giờ đó là lại là điều có thể. Tức là gì? Nó chứng minh cho cái điều không gì là không thể đấy. Mà tôi nghĩ đúng, không gì là không thể đôi khi nó sẽ cần có thời gian thì nó mới chứng minh được cái việc là những điều không thể và có thể làm được. Có những thứ không gì là không thể thì chúng ta phải chiêm nghiệm và chúng ta đúc rút lại là đúng, cái điều này không gì là không thể. Nhưng đôi khi đối với cá nhân tôi thì có những cái thứ ấy, trong một vài những trường hợp, một cái hoàn cảnh nào đó, có những điều nó xảy ra bất ngờ đối với chúng ta. Tôi luôn luôn dùng cái từ bất ngờ từ nãy giờ, là chúng ta bảo ôi rồi đúng là không thì là không thể, tự nhiên nó lại diễn ra với chúng ta một cách đột ngột quá. Đúng, chính xác. Ví dụ như là cái tình huống bị cướp chẳng hạn. Quý vị, ai nghĩ từ cướp trở thì ghê đúng không? Thế nhưng mà biết đâu tự nhiên một ngày mình gặp cướp thì sao? Không gì là không thể. Mà cái câu chuyện sau đây chúng tôi đã từng đưa tin trong Chuyển động 24 giờ, cái không gì là không thể nó còn đến từ câu chuyện cái cách xử trí của hai cái tên cướp đấy. Bất ngờ luôn thưa quý vị. Đây là hiện trường thực nghiệm lại vụ án cướp tài sản xảy ra tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm. Lợi dụng đêm tối, hai đối tượng này đã chặn xe của một người đi đường, dùng dao nhọn khống chế
cướp đi một xe máy, một điện thoại di động khi chiếm được tài sản của bị hại. Hai đối tượng này vẫn thương tình chở nạn nhân về nhà do đường xa, trời tối. Thì lúc đấy thì đối tượng mới bảo là anh ơi, anh lai em về nhà, gần nhà với, không có được ở đây xa mà lạnh quá. Vừa mới đi được khoảng tầm 50 mét sau, người bị hại lại nhảy xuống xe hô cướp, thì em mới nam chạy ạ. Đấy, khi mà phóng sự về hai tên cướp này được đưa lên các nền tảng số của VTV thì rất nhiều khán giả đã vào bình luận, comment rằng ôi, hai tên cướp này đúng là mới cướp. Non có tâm thật đấy, kinh nghiệm nhưng mà đúng là có tâm thật đấy, đáng yêu thật đấy. Nhưng mà tóm lại là đã đi cướp là sai rồi, là bị pháp luật xử lý rồi. Có một chi tiết mà tôi nghĩ rằng là bản thân tôi nhá, và rất nhiều quý vị khán giả cũng rất là thắc mắc. Mọi người có để ý rằng là chiến sĩ công an ấy thì có khuyến cáo, có khuyến nghị với bà con nhân dân là vào cái thời điểm hiện tại là cuối năm, theo dân gian hay gọi là tháng cùng mật, thì cơ quan công an cũng cảnh báo người dân đêm tối là không nên đi một mình, nên đi làm hay là đi đâu thì nên về sớm. Và nếu như bắt buộc phải về muộn thì nên chọn các cung đường có nhiều đèn chiếu sáng và nhiều người qua lại, không nên đi đường tắt và đường tối để rất dễ trở thành nạn nhân của các cái vụ cướp như này. Nhưng mà tôi hỏi thật, lật lại đi một tí nhé, thì tháng củ mật là tháng gì? Cái này tôi nhớ cách đây lâu lắm rồi đấy, tầm bao nhiêu 5-7 năm rồi đấy, có một lần trên sóng Cà Phê Sáng của VTV3, lâu lắm rồi, hồi đấy tôi còn giận là tôi có giải thích rồi. Tức là như này nhá, củ ở đây là củ soát, kiểm soát, tức là nói về vấn đề kiểm soát. Còn mật ở đây là cẩn mật, cẩn thận. Đại khái củ mật ở đây tức là kiểm soát, kiểm tra một cách cẩn thận về cả tài sản, về cả sức khỏe, về cả tất cả những cái góc độ liên quan đến bản thân mình và những người thân yêu của mình. Ý anh giải thích lòng vòng quá. Nói tóm lại là anh muốn gửi thông điệp cho khán giả có mỗi là an toàn là trên hết, đúng không? Chính xác, đã là tháng 12, tháng củ mật là phải an toàn, thưa quý vị. Tôi nghĩ là để cho an toàn sống thì tôi nghĩ là chúng ta nên kết thúc ở đây để mọi thứ nó được an toàn hơn. Dạ đúng rồi, thưa quý vị, mình nhảy nhiều lỗ. Mình ngồi nói chuyện tiếp. Nhưng mà để mà nói là chính xác thì trong cuộc sống em thấy nhá, đôi khi nếu mà con người ta bị đẩy vào đường cùng thì cũng có thể sẽ có những cái hành động mà khiến mình bất ngờ. Mình không nghĩ là mình lại có cái sức mạnh để có thể làm được những cái việc đấy chẳng hạn. Đó là một lúc là mà mình nỗ lực hết sức ấy, đúng không? Thành ra là cái xác suất mà biến điều không thể thành có thể thực ra nó lại là cao hơn những cái điều kiện bình thường. Như là câu chuyện hàng ngày đi học, hàng ngày tới trường chẳng hạn. Hỏi đứa trẻ con nào chả thế, dậy sớm đi học, ôi ai chẳng kêu là mệt là thôi không đi học nữa đâu này kia. Chứ còn với những bạn trẻ mà cái việc đi học đối với người ta ấy, nó gần như là con đường duy nhất để họ có thể vượt lên trên cái hoàn cảnh khó khăn của chính họ. Đó là cái điều kiện cần để họ xây nên những câu chuyện rất là kỳ diệu như là cậu bé ở trong phóng sự sau đây từ châu Phi. Chàng sinh viên Mamadou đang sửa chữa lại chiếc xe đạp. Người bạn đồng hành thân thiết đã cùng anh trải qua hành trình kéo dài 4 tháng, vượt qua 7 quốc gia, đi ngang châu Phi. Tôi thi tú tài 5 lần không đỗ, nhưng tôi vẫn quyết định thử lại và đổi phương pháp khác. Khi nhận ra hoàn cảnh kinh tế khiến Ai Cập cũng ở quá xa tôi, lúc đó tôi phải chiến đấu và chiếc xe đạp đến với tôi như một giải pháp. Đây là bản đồ vẽ tay khi Mamadou lên kế hoạch cho hành trình lớn của mình. Đường xá xa xôi, nhiều rủi ro rình rập, nhưng chàng trai trẻ vẫn quyết tâm. Giữa tháng 5 vừa qua, Mamadou lên đường với hành trang chỉ có khoảng 56 đô la Mỹ, tương đương hơn 1,3 triệu đồng. Một bộ quần áo để thay, chiếc đèn pin, tuốc nơ vít để phòng xe hỏng. Đó là tất cả những gì tôi có, kèm theo một ít xoài và bánh mì. Tôi chỉ mệt mỏi vì đạp xe nhiều, nhưng đó là điều không tránh khỏi. Tôi hay ngủ sau các bụi cây, vì ở thành phố tôi sợ người lạ, sợ gặp phải kẻ xấu lấy mất xe đạp của mình. Và cuối cùng sau bao khó khăn, ngày 5 tháng 9 vừa qua, Mamadou đã đến được Ai Cập, nhận học bổng toàn phần và tiếp tục giấc mơ của mình. Đó là một câu chuyện kỳ diệu từ một cậu bé coi việc học là một cái chìa khóa quan trọng để mở cửa tương lai của mình. Và những câu chuyện tương tự như vậy thực ra trên sóng VTV1 trong suốt 8 năm vừa qua chúng ta cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, đặc biệt là trong chương trình Cặp Lá Yêu Thương. Suốt 8 năm qua, Cặp Lá Yêu Thương đã đi qua 96 hành trình trên dọc dài 63 tỉnh thành của đất nước. Nhờ có sự đồng hành của 25.322 lá lành đã giúp cho hơn 5.180 em nhỏ trên khắp mọi miền đất nước có thể tiếp tục đến trường. Quý vị cũng có thể trở thành những người giúp đỡ những chiếc lá lành để trao yêu thương đến các em nhỏ của chúng ta.
quý vị có thể tìm hiểu về chương trình Cặp Lá Yêu Thương trên vtv.vn hoặc là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng đang hiển thị trên màn hình lúc này quý vị nhé. Mà ngoài ra thì một trong những nơi mà người ta hay thốt lên cái câu không gì là không thể còn có các game show của VTV nữa. Đây, em cũng đã chuẩn bị một số các trường hợp. Xin chào bác. Người chơi dùng sự trợ giúp từ câu đầu tiên trong Ai Là Triệu Phú. Không gì là không thể, những thứ tưởng chừng như khó mà xảy ra thì đôi khi lại đến một cách rất là bất ngờ. Như người chơi này chẳng hạn, một ông chú rất là đáng yêu đã xuất hiện trong Ai Là Triệu Phú. Với những quyền trợ giúp có được thì thay vì để dành cho những câu hỏi ở mốc quan trọng, chú đã quyết định sử dụng ngay từ câu hỏi đầu tiên. Xin mời câu hỏi số 1. Chùa Quán Sứ nằm ở quận nào của Hà Nội? Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình. Tôi xin sự trợ giúp khán giả trong trường quay. 52% chọn C, Hoàn Kiếm. 25% chọn D, Ba Đình. 19% chọn A, Tây Hồ. Và 4% chọn B, Cầu Giấy. Ví dụ như là tôi mà trả lời câu này sai là mọi người phải góp tôi 2 triệu để tôi đi về. Và câu trả lời cuối cùng của tôi là C, Hoàn Kiếm ấy, theo sự trợ giúp khán giả. Và C là câu trả lời đúng. Đi thi Ai Là Triệu Phú nhưng lại gặp người quen, mà người quen ở đây thì lại là nhà thông thái, kiêm luôn bạn chơi tại đường lên đỉnh Olympia. Một sự trùng hợp vô cùng ngẫu nhiên đã xuất hiện khi mà chàng trai này trong ngày chinh phục Ai Là Triệu Phú thì lại được chính người bạn của mình là siêu trí tuệ Hà Việt Hoàng trợ giúp để có thể vượt qua câu hỏi khó trên hành trình chinh phục giải thưởng của chương trình. Người chơi này cũng không xa lạ gì ạ. Dạ. Em với Hoàng đã quen biết nhau từ trước. Bọn em cùng là thí sinh của chương trình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. The Thinker, Người Suy Tư của August Rodin là tác phẩm điêu khắc trên chất liệu nào? Gốm hoặc đồng? Nó là cái bức tượng như này. Đúng rồi, như này. Mình thay cái tác phẩm điêu khắc bằng bức tượng thì nhiều khi là sẽ ra đáp án dễ hơn. D nhá, lát nữa mình sẽ giải thích kỹ hơn. Em xin chọn phương án D là đồng ạ. D, đồng. Và đồng là phương án chính xác. Xin chúc mừng em. Hình ảnh của nam sinh này có vẻ sẽ khá là quen thuộc với nhiều bạn trẻ khi mà lướt các trang mạng xã hội những ngày gần đây. Bên cạnh nhan sắc như là bước ra từ truyện tranh như mọi người nhận xét, thì nam sinh này còn gây ấn tượng với khả năng đặc biệt, đó là trả lời chướng ngại vật mà không cần bất cứ hình ảnh lật mở nào, chỉ dựa vào duy nhất một dữ liệu ít ỏi và phong cách liều thì ăn nhiều. Và đây là cái kết. Chúng tôi đã nhận được tiếng chuông từ vị trí của Phú An. Xin mời! Câu trả lời chướng ngại vật của em là tê giác ạ. Tại sao bạn không đợi lật mở hình ảnh đã rồi hãng bấm chuông? Em sợ các bạn bấm trước em. Lèo gan nhiều. Và bây giờ bạn có 120 điểm. Xin chúc mừng Phú An. Cảm ơn Hà. Cảm ơn Hà. Đúng là trong game show có khác, có những cái khoảnh khắc đúng không? Nó làm cho những thứ mà người ta tưởng là không thể lại thành ra là có thể. Không chỉ là game show đâu mà gần đây là các bộ phim truyền hình. Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều lần trong các số của lướt trên VTV Go. Kịch bản diễn biến là chúng ta cũng đã lắng nghe rất là nhiều những cái ý kiến phản hồi từ quý vị khán giả để có thể thay đổi từng bước từ diễn biến cho đến tình tiết của các bộ phim. Một trong những bộ phim mà đang lên sóng của VTV trong thời gian gần đây đấy chính là Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Khi mà xem bộ phim này thì quý vị khán giả đã được chạm đến những cái cảm xúc, phải nói rằng là họ vô cùng là xúc động. Họ được sống lại những ký ức của thời thanh xuân, tình yêu vô cùng trong sáng. Thôi anh đi về đi. Bye bye. Em không thể mạnh dạn ôm anh một cái được hả? Không. Nãy giờ anh đi đường lạnh lắm đấy. Lại còn mặc như thế này nữa. Ôi giời, quên mất. Nào đi không lạnh. Anh cảm ơn. Nhưng thưa quý vị, bên cạnh những trích đoạn, những cái tình tiết mà lãng mạn rồi là rất là dâng trào cảm xúc như vừa rồi thì cũng có một số quý vị khán giả cũng có phản hồi lại rằng là ôi cái giai đoạn này tự nhiên là phim bắt đầu xến. Và đương nhiên một lần nữa chúng tôi lại xin nhắc lại quý vị, chúng tôi đang ngồi đây và cả ekip làm phim cũng thế. À đúng. Là đang để phục vụ khán giả bằng những món ăn tinh thần. Khi mà đã có những phản hồi là xến thì ngay lập tức chúng tôi xin phép được khắc phục những cái thiếu sót này. Xin mời quý vị cùng đón xem.